Ok thì mình đi, nó nằm ở đây nè. Rồi thì lần thứ hai thì mình cũng đã win rồi các bạn. Sau đó mình thanh toán thì ở cái lệnh này mình cũng kiếm là 1.65 đô ha các bạn. Rồi 1.65. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái bí quyết chơi game kiếm tiền trên sàn CoinVD giúp cho các bạn luôn chiến thắng ha. Và một cái mẹo nữa giúp cho các bạn quản lý vốn cực kỳ tốt. Các bạn hãy theo dõi hết video này để các bạn thực hành nha các bạn. Rồi thì trước khi vào video mình sẽ giới thiệu về cái chương trình event trong tháng 5 này ha các bạn. Và dành cho những người đăng ký mới ha các bạn, trong tháng 5 này khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới qua link giới thiệu của mình thì link mình sẽ để ở phần mô tả video hoặc là ở phần bình luận ha các bạn. Khi đăng ký xong các bạn liên hệ với bạn hỗ trợ này, bạn này sẽ hỗ trợ cấp vốn cho bạn 0,5 đô cũng như là hỗ trợ hoàn tiền ha các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ vào cái vấn đề chính ha. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết chơi game kiếm tiền và hầu như mình luôn thắng ha các bạn. Các bạn vào trò chơi và trò chơi này mang tên là quét mìn ha các bạn. Để dành cho những người mới khi mà tham gia thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái dễ nhất mà ai cũng có thể làm được ha các bạn. Trước khi vào mình sẽ nói sơ qua về cái quy tắc trò chơi ha. Thì quy tắc trò chơi này đơn giản ha, chúng ta sẽ có 10 phút cho một lần mở ha. Thì trong 10 phút này nhiệm vụ của mình là chúng ta sẽ mở một trong 25 ô ở đây để chúng ta tìm những ô không có quả mìn. Nếu như mà ô nào mà chúng ta không có quả mìn á thì lần đầu tiên các bạn sẽ kiếm được là 21%, tương tự lần thứ hai là 53%, lần thứ ba là 95% và cứ thế nó cứ tăng dần đều ha các bạn. Còn nếu trường hợp xui các bạn mở ra ô có quả mìn thì các bạn sẽ bị đứt cái lệnh đó. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta chiến thắng ở cái trò chơi này? Chúng ta không dùng may mắn nha, chúng ta không sử dụng cái may mắn của mình để chúng ta chiến thắng mà chúng ta sử dụng một cái mẹo, đó là chúng ta dùng cái phương pháp mang tên là xác suất xuất hiện đó. Thì cái phương pháp này như thế nào thì mình sẽ nói kỹ cho các bạn luôn ha. Trước khi vào thì ở đây với cái trò quét mìn các bạn có thể đi với cái số vốn tối thiểu là từ 30 đô là các bạn đi được ha. Với 30 đô các bạn sẽ đi theo lệnh là 1 năm, tức là 1 đô và 5 đô. Với 50 đô là 20, 100 đô là 4,20 và 200 đô là 8 và 40 ha các bạn. Một xíu mình sẽ thị phạm với cái số vốn 200 đô để xem là với 200 đô mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Và với cái trò quét mìn này các bạn hoàn toàn có thể kiếm từ 300 cho đến 500 mỗi ngày đều đặn luôn ha các bạn. Và để tính xem là nếu như mà chơi trò chơi này một tháng các bạn sẽ kiếm được bao nhiêu, mình sẽ tính kỹ với các bạn luôn ha. Rồi cái phương pháp này là xác suất xuất hiện, mình sẽ đi như thế này. Mình sẽ đi ở cái bước đầu tiên là các bạn đi cho mình một cái lệnh tối thiểu là 0.1 đô la. Ở đây thì cái lệnh tối thiểu nó là 0.1 ha. Và bạn đi đến khi nào đạp được quả mìn ở trong cái lần đầu tiên bạn đi thì lúc đó bạn sẽ chuyển vào bước 2 là bạn sẽ đi một cái lệnh 4% tại ô mà các bạn đã đạp mìn ở bước 1. Ví dụ như bước 1 bạn đạp mìn ở đây thì bước 2 bạn sẽ đi thẳng vào ô này luôn. Và mình chốt lại ở cái lệnh đầu tiên, tức là bạn kiếm được là 21% của 4 đô, tức là 0,8% nha các bạn. Rồi nếu trường hợp thứ hai mà bạn lỡ có đạp mìn tại ô đó luôn ha, bạn xui quá xui à, đạp mìn tại ô đây luôn, thì chúng ta sẽ chuyển qua bước 3 là chúng ta đi một lệnh 20% tại cái ô mà bạn đạp mìn ở bước 2 luôn để chúng ta kéo lại cái lệnh ở bước 2. Rồi nó cũng xảy ra hai trường hợp, trường hợp nếu mà chiến thắng thì quay lại bước 1 để chúng ta kiếm tiền, còn nếu mà lỡ xui ở bước 3 mà đạp mìn nữa thì các bạn chốt lỗ cho mình là 24% nha. Sau đó mình kết thúc phiên. Rồi vậy thì nếu như mà lỗ 24% thì mình kéo lại trong bao nhiêu ngày? Ở đây mình cũng có một cái demo cho các bạn cũng như là cái phương pháp mà mình cũng đã kiếm cũng hơn tháng nay các bạn. Thì với mỗi một phiên các bạn có thể kiếm tối đa từ 1 cho tới 3 lệnh win. Ở đây mình có thể cho các bạn kiếm được 3 lệnh win ha, tại vì kiếm 3 lệnh win nó đơn giản đó các bạn. Vậy thì trong 3 lệnh win này bạn kiếm được là 24%, xin lỗi 2,4%. Rồi nếu như mà một ngày các bạn vào từ 3 cho đến 5 phiên, nếu mà vào tối đa 5 phiên đi thì bạn kiếm được là 12%. Tại vì một phiên nó đâu đó dao động khoảng tầm 2 cho đến 3 phút thôi các bạn, tại vì mình vào rất là nhanh. Cái trò quét mìn này nó không có phụ thuộc về thời gian, cho nên mình chủ động về thời gian vào nhanh lắm các bạn. Vậy thì nếu như một ngày các bạn vào 5 phiên các bạn kiếm được 12%, giả dụ như là lỡ như các bạn có bị cháy thì các bạn gỡ lại trong vòng 2 ngày thôi là được. Vậy nếu như một ngày, một tháng có 30 ngày, mình cho các bạn là 3 ngày các bạn bị cháy đi. Cháy 24% chứ không phải là cháy hết tài khoản nha. Cháy 24%. Vậy thì các bạn có 6 ngày để các bạn gỡ lại. Vậy thì chia ra là mình có khoảng 10 ngày là không lợi nhuận, tức là cầu cưa, 3 ngày lỗ, 6 ngày kéo. Vậy chúng ta có 20 ngày win. 20 ngày win mà một ngày các bạn kiếm được 12% các bạn. 20 ngày là 240%. Được chưa?
Nếu như các bạn chơi theo cách này của mình á, mình tin chắc rằng là sau 10 ngày thôi là các bạn đã ít 2 cái số 4 các bạn lên rồi. Và từ ngày thứ 10 đổ đi á là các bạn đã chơi trên cái số lãi bạn đang có rồi, lúc đó mình đã không có bị áp lực rồi ha các bạn. Với cái trò quét mìn này á, mình đi số 4 nhỏ và mình đặt một cái target vừa đủ thì ai cũng có thể đạt được. Và cái công thức này nó vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được ha, rất là đơn giản luôn. Ok, thì trước khi mà kiếm 1.300 chế 500 như thế nào á, thì mình sẽ thị phạm mình đi cho các bạn luôn ha. Ở đây giả dụ như mà vốn mình đang có là 200 đô đi, thì nếu như mà vốn 200 đô mình sẽ đi lệnh là bao nhiêu à, 4% là 8 đô và 20% là 40 đô. Rồi nếu như mà mình có bị lót thì mình lót bao nhiêu, chỉ có 48 đô thôi các bạn, được chưa? Nếu mà lót mình chỉ lót có 48 đô thôi, còn nếu như mà win thì mình kiếm bao nhiêu thì mình sẽ thị phần cho các bạn luôn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi nè các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi một lệnh 0.1%, xin lỗi 0.1 đô. Ở đây là 0.1 đô nha. Và mỗi một lần như vậy nó cho mình tới 10 phút rồi các bạn, cho nên là mình rất là joy về thời gian mình đi nha. Rồi, thì trong 25 ô này mình đâu có biết là ô nào có quả mìn đâu, cho nên là mình dùng 0.1 đô này để mình hy sinh. Mình hy sinh mình sẽ đi dò mìn. Ok, mình đã dò được cái ô có quả mìn ở đây nè các bạn. Đấy, tức là bước 1 mình đã hoàn thành rồi, mình hy sinh 0.1 đô để mình ăn cái lệnh bước 2 nè các bạn. Chú ý là mình ăn lệnh bước 2 ha. Bước 1 là mình hy sinh thôi. Ok, thì chuyển qua bước 2, các bạn lưu ý là khi mà các bạn đạp quả mìn đâu thì các bạn nhớ nó nằm ở đâu ha. Thì nó nằm ở đây nè. Ok, thì khi mà mình đã xác định được là cái ô mình đã đạp mìn nó nằm ở đây, thì bây giờ mình sẽ đi một lệnh là 4%. Bây giờ mình đi một lệnh 4% và các bạn xác định là cái ô nó nằm ở đây nha. Đó, các bạn phải nhớ cái ô đạp quả mìn ở đâu để mình đi. Tại vì như thế này ha, các bạn nghĩ một cách đơn giản là nếu như mà trường hợp mà lần đầu tiên nó đã ra được cái kết quả đó thì lần thứ hai cái khả năng nó có ra không? Nói chung là vẫn có nhưng mà rất là thấp. Cho nên mình mới tận dụng cái đó để mình chiến thắng ha. Mình dùng cái công thức đó để mình chiến thắng. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào ô này. Đó, thì lần đầu tiên mình kiếm là 1.21 nhân với 8 thì nó ra là 9.75. Có phải là 21% không? Thì 9.75 mình trừ đi 8 là còn 1.75. 1.75 mà mình trừ đi 0.1 lúc nãy thì nó đâu đó ra là 1.165 đô cho cái lần đầu tiên mình win ở bước 2. Vậy thì với cái lần đầu tiên mình đi 8 đô mình kiếm 1.65 thì đâu đó khoảng tầm 40k các bạn. Ok ha. Thì bây giờ mình chuyển qua bước 1 ha, mình quay lại bước 1 nha, xin lỗi, quay lại bước 1 mình đi. Quay lại bước 1 thì mình sẽ đi một lệnh 0.1 nè. Ok, thì mình vẫn chuyển qua bước 1 mình đi ha. Mình đi. Ok, thì cái lần đầu tiên mình đã đạp quả mìn nó nằm ở đây nè, rất là may mắn luôn ha. Lần đầu tiên thôi là mình đã đạp được rồi, mình xác định là quả mìn nó nằm ở đây. Các bạn thấy con chuột mình chỏ đây ha. Rồi, khi mà mình đã hoàn thành ở cái bước 1 thì mình sẽ chuyển qua bước 2. Được chưa? Chuyển qua bước 2 liền mình đi ha. Và các bạn lưu ý các bạn chờ cái chữ này nó mất đi. Chờ cho cái chữ này nó mất đi ha, mình đi. Tại vì đây mình còn tới bao nhiêu 10 phút để mình đi mà, cho nên là mình rất là dư dả về thời gian ha. Ok, thì ở bước 2 mình sẽ đi vào ô này. Đó, thì các bạn thấy không, mình vẫn kiếm là 9.75. Thì trừ đi thì mình vẫn còn lại là 1.65. Rồi, mình kết thúc phiên ở đây. Được chưa? Sau đó mình lại quay lại bước 1. Ở đây thì mình kiếm 3 lệnh win ha các bạn. Mình kiếm 3 lệnh win trong một phiên. Đó các bạn thấy không, mình đi nãy giờ thì nó đâu đó cũng tầm có 2 phút thôi các bạn. 2 phút là mình đã kiếm được 2 lệnh rồi các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi. Mình đi. Ok, thì ở cái lần thứ hai thôi mình đã đạp quả mìn nó nằm ở đây nè các bạn. Được chưa? Nằm ở đây. Đó. Sau đó mình lại chuyển cái bước 2 mình đi ha, mình xác định cái quả mìn nó nằm ở đây rồi. Thì mình chuyển cái bước 2 mình đi. Đó, nó nằm ở đây ha, các bạn chờ cho mất cái chữ này đi. Sau đó mình đi nha. Ok, thì mình đi, nó nằm ở đây nè. Rồi, thì lần thứ 2 thì mình cũng đã win rồi các bạn. Sau đó mình thanh toán, thì ở cái lệnh này mình cũng kiếm là 1.65 đô ha các bạn. Rồi, 1.65. Rồi, nghỉ, kết thúc phiên. Đó, các bạn thấy không? Chỉ có 3 bước thôi là mình có thể kiếm được là 3 lệnh rồi các bạn. Nó đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi các bạn. Có phải là đúng với cái target mình dành cho các bạn không? 2 đến 3 phút thôi là mình đã hoàn thành một phiên. Được chưa? Vậy thì sau 3 lệnh thì mình kiếm được bao nhiêu ha? 1.65 nè, mình nhân 3 nè, thì nó ra được là 4.95 đúng không? Mình nhân với 232 nè,
thì cũng kiếm được là 114k. 114k mà mình có thể vào được 3 cho đến 5 phiên một ngày hoặc là nhiều hơn tùy vào thời gian của bạn ha. Tại vì một phiên nó đó khoảng tầm 2-3 phút thôi các bạn. 2-3 phút thôi. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn tối đa 5 phiên đi. Mình nhân với 5 nè. Có phải là đủ cái target 300 cho đến 500 mỗi ngày không? Phiên 4 chỉ từ 200 đô thôi các bạn. Được chưa? Và mình cho luôn các bạn, nếu như mà trong một tháng á các bạn kiếm 20 ngày thôi, 10 ngày kia các bạn cầu cưa ha, win loss cầu cưa lại. Thì các bạn vẫn kiếm được tầm ít 2. Được chưa? Tầm ít 2 cái số vốn bạn đầu tư ra. Đó, thì với cái công thức và cái phương pháp này mình tin chắc rằng ai cũng có thể làm được bởi vì nó đơn giản ha. Và không cần phải suy nghĩ, không cần phải nhức óc để các bạn tìm ra bởi vì là cái phương pháp mình đã tìm ra và mình chia sẻ với các bạn rồi ha. Các bạn hoàn toàn có thể kiếm được từ 300 cho đến 500 mỗi ngày. Ha, trong vòng một tháng thôi là nó đâu đó khoảng tầm ít 2 cái số vốn bạn đi à. Và đó là những chia sẻ của mình giúp cho các bạn kiếm tiền trên cái sàn CoinBD với cái tựa game là Westmin ha các bạn. Và nếu như những chia sẻ này của mình giúp cho các bạn kiếm được tiền trên sàn CoinBD, các bạn có thể để lại một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh để giúp cho kênh của mình phát triển hơn ha các bạn.